Kính thưa các anh em nghệ nhân và các anh em cù thủ đam mê tiếng cù gáy. Hôm nay là ngày 29 tháng 9 năm 2022 dương lịch. Hôm nay trường 78 cù gáy Phú Yên đang lên cho anh em xem một con đồng pha mộc hậu. Con này mình bắt ở trên triền núi của huyện Sông Hinh. Mình mới bắt nó ra từ lòng IV nha, từ một cái lòng lớn và sang qua mới bắt đêm hôm cho nên giờ nó còn hơi chao. Cái con này lý do hôm trước bắt về rồi không có lòng nhốt. Mình nhốt trong một cái lòng to rất nhiều con. Và mới bắt nó ra đêm hôm. Con này là một con đồng pha. Rất liếng, chơi rất bài bản. Trong đồng thì anh em tự cảm nhận rồi, rất là liếng. Anh em xem nhìn con chim là cũng đã biết nó liếng rồi. Nó khấu từ đến mòng mặt đến cườm đến thân thể của nó, ngoại hình của nó. Con này là một con chim to chim nha. Dài chim. Về bộ lông di của nó thì nó đóng nhỏ mà đóng nhặt, rất dày. Để em rọi chi tiết cho anh em xem. Đóng rất nhỏ mà dày dày nha. Đây là tính ra là nó cũng mình bắt từ ngoài rừng về rồi nó cũng đã rụng bớt rồi đó. Mà đóng cũng rất dày, anh em xem. Nhỏ nhặt mà đóng dày. Con này là một con chim tơ lên nha nè. Con chim tơ lên. Có tố chất. Đầu thì đầu bi đó, anh em xem đầu bi cườm thì cườm cao do nó thun nha, nó thun á chứ còn nó cườm đóng cườm cao. Con này nó đóng cườm lả cườm nát nha, anh em xem do nó sợ cái máy quay cho nên là nó đứng nó thun. Ngực thì ngực nô nha nè, con này nó đóng bộ ngực rất to. Đó, anh xem đó, ngực thăng ngực to, bộ chi giàm nó đóng cũng nhỏ chứ không có to. Không lông vi của nó thôi, anh em xem không, do nó bị trôi, nó trôi cái máy quay. Con này nhơn hai chân đóng lên ra đều hai chân nha, nhân hai chân đóng đều. Bò mình kín, nói chung là bò mình con này rất kín chứ không có hở. Lòng lòng gói thì đóng phụ gói, nhân hai chân nè, anh em xem nè, đóng đều hai chân rồi nha. Chung là một con có bo mình đẹp, có thân hình đẹp. Về nước chơi của con này thì mình nói sơ qua về nước chơi của con này thì một con chim có tố chất. Anh em nào mà nuôi nó thì mai mốt lên một con mồi cũng cũng khá hay. Nó là một con có dặm có lèo. Ở từ xa mà nó nghe con chim mình là nó đổ tràn hai tràn. Dặm, lèo, bài bản. Rất liếng. Nhưng mà tiếng nó rất hay nha anh em. Tiếng rất hay. Khi nó về nhập tàng thì nó đấu 12 sạc. Rất ghen, con này đấu 12 sạc rất ghen. 12 sạc và mình đã tóm tóm dò liền. 12 sạc. Sàng qua sàng lại là coi như là chơi 50-50 với con chim mình. Từ
từ xa là nó đổ ghê đổ. Nói chung là một con chim cũng có tố chất. Mình nuôi nó đây được gần 2 tuần. Gần 2 tuần. Mình nhốt trong lồng lớn và mới bắt ra đêm hôm thôi. Cũng có nhiều anh em hỏi về đồng pha đỡ về gọt mồi, mình cũng bắt ra mình đăng thôi. Cái con này mình cũng chưa có gửi, chưa có đăng. À, mình chưa có tại vì đỡ nó cũng thuần chim tí à. Rồi sau đó là mình mới đăng cho anh em xem. Con này là một con chim có tố chất bài bản. À, anh em xem cái lông vi của nó mà nó đóng lên tới cánh luôn, rồi nó lên tới lưng luôn, nó đóng đều luôn. Đó. Anh em xem. Còn ở ngõ kia lên lưng nó hơi xói xói là vì lý do hồi hôm mình bắt nó hơi tróc một hai cọng lông, không sao. Con này nó đóng cùm nát, cùm lửa cũng đóng gấp gì, từ dưới chân đóng lên, từ dưới chân 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 gấp đóng lên nha. Nó dạng vậy đậu con cái tầm nhập vô mà nó đấu con chim mình mà nghĩ chắc mình bữa nay mình bắt không được rồi, không ngờ mình cũng cũng trói được, tại vì thấy cái độ gù của nó quá gù, quá gù. Nó dặm thì con này nó là dặm không dày nha anh em, con này dặm lót lót thôi, có dặm nhưng mà không 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 dặm dày như là một con chim nước. Còn độ 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 khống độ rước của nó thì con này có nha, còn độ khống độ rước con này là có. Nói nghe con chim mình thì nó đổ trước liền. Hôm nay mình đăng cho anh em xem, anh em nào cảm thấy hợp thì liên hệ với mình. Số điện thoại của mình là 0935 46 48 34, hoặc là cái số Zalo là 0762 712 236. Anh em kết bạn qua số Zalo á. Trước hết là mình cũng xin chân thành cảm ơn tất cả các anh em cầu thủ trên mọi miền Tổ quốc trong suốt thời gian qua đã xem kênh của mình và ủng hộ kênh của mình và đăng ký kênh cho mình trong suốt thời gian qua. Mình cũng xin chân thành cảm ơn, trước hết là cảm ơn và gửi lời chúc đến tất cả các anh em cầu thủ, lời chúc sức khỏe đến toàn thể gia đình anh em cầu thủ. Còn anh em nào xem thì hợp thì anh em đưa nó về đội để đào tạo. Tại những con chim có tố chất thì mình mới đưa lên. Còn những con chim mà không có tố chất thì mình cũng không bao giờ đưa lên. Tại vì mình đưa lên rồi thì anh em cũng phải qua bào mòn rất nhiều thời gian và nuôi, cũng như công nuôi và thời gian đi đào tạo nó lên một con mồi thì cũng rất là khó. Rất là khó. Chim có tố chất thì mình mới đưa anh em. Vậy thì không thôi, em cũng xin hiểu cái đoạn đó. Thì trước hết là mình cũng xin kết thúc cái video đây và hẹn gặp lại các anh em những video tiếp theo.